Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả có mặt trong trường quay. Tôi xin chào từ đây ra tới Hà Nội. Lội lên Tây Bắc tôi chào tắt xuống Cà Mau. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ai Là Tu Hú. Xin chào mấy cô chú đang hóng xem chương trình. Với tất cả tâm tình tôi kính chào khán giả. Vâng, xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình game show Ai Là Tu Hú được phát sóng trên kênh YouTube Phương Đức Nêu. Thưa quý vị, đây là một chương trình game show giải trí đỉnh cao với những câu nói tào lao của mấy tay tu hú. Kính thưa quý vị, ở kỳ trước thì Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đã không thể vượt qua câu hỏi số 14 của chương trình. Vì vậy, Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đã phải dùng đến hai quyền trợ giúp nhưng vẫn chưa vượt qua được câu hỏi số 14 của chương trình. Tôi nghĩ là với trình độ tiến sĩ của mình, từng là nghiên cứu sinh ngành tiến sĩ luật và đang học bằng tiến sĩ Phật giáo thì làm sao mà Thượng Tọa không trả lời được câu hỏi này. Chẳng qua Thượng Tọa khiêm tốn và sợ bị lộ thôi. Vì Thượng Tọa học và lấy bằng tiến sĩ chưa tới 2 năm mà. Cho dù tâm trạng không được vui, nhưng do sức hút quá mãnh liệt bởi giá trị phần thưởng của chương trình, hôm nay Thượng Tọa Thích Cúng Nhà lại đến đây để tham gia chương trình Ai Là Tu Hú. Xin chào Thượng Tọa, rất mừng là Thượng Tọa còn dám trở lại với chương trình. Thượng Tọa hãy cho biết tâm trạng của Thượng Tọa như thế nào khi không trả lời được câu hỏi số 14. Hiếm có khi nào trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta có những sự xúc động vậy của ngày hôm nay. Sư phụ đã khóc. Không biết ở dưới có ai khóc không? Sư phụ đã khóc, bây giờ cũng khóc. Vâng, tôi rất thông cảm và thấu hiểu cho tâm trạng của Thượng Tọa ngay lúc này. Để bớt căng thẳng, chúng ta có thể trò chuyện một đôi phút để làm nóng và khởi động cùng chương trình. Được biết Thượng Tọa cũng là một người tìm ra những phương thuốc chữa bệnh thật là ghê gớm, như là mài xương người uống để trị bệnh ung thư, rồi địa long trị được một số bệnh rất là hiểm nghèo. Thì Thượng Tọa có suy nghĩ gì về những người hành nghề y bốc thuốc cứu người? Nghề thuốc là nghề cũng giúp sức khỏe cho đời, cũng tạo ra phước, nhưng chưa chắc. Kỳ khôi lắm nha, mình biết nhân quả rồi mình mới thấy rất là lạ. Bị thầy nói thế này, trên đời 10 người thì mấy người xấu, mấy người tốt, nói thì nghe. Vì trong tỷ lệ trung bình, 10 người thì mấy người xấu, mấy người tốt. Có người nói rằng, thưa thầy, đời này nhiễu nhương quá, nên trong 10 người chừng 3 người tốt, 7 người xấu. Ta đồng ý với tỷ lệ này không? Cũng có không? Khi mà đời nhiễu nhương quá thì chắc chừng 3 người tốt, 7 người xấu. Mà như hiện nay thì ngồi trong đây thì 10 người thì mấy người xấu, mấy người tốt. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, ai cũng tốt hết. Không tốt làm sao đến chùa ngồi nghe pháp, thấy không? Nhưng mà ta bước ra chợ ngoài kia chút xíu, 10 người là mấy người tốt. Ta bước ra chợ thôi, 10 người chừng 2 người tốt mà, phải không? Đúng như vậy. Thì bây giờ cái ông thầy thuốc ông chữa bệnh, thì một ngày đó, thì buổi sáng đó ông chữa 10 người, thì như vậy ông chữa cho 2 người tốt và ông chữa cho 8 người xấu. Và 2 người tốt có sức khỏe lên để làm tốt cho đời, và 8 người xấu có sức khỏe lên để quậy đời. Vậy ông thầy thuốc có phước không? À, nghe mình nghe nhân quả là mình thấy không? Đào sâu rồi mình mới thấy tội phước rất là khó tính, không đơn giản là dễ tính đâu, không đơn giản. Bốc thuốc trị bệnh cứu người mà cũng mắc phước nữa thì vụ này tôi bó tay với Thượng Tọa luôn rồi. Ai làm ác thì bị quả báo, ai làm sai thì bị pháp luật trừng trị, chứ liên quan gì tới ông thầy thuốc. Cái nhiệm vụ, nghĩa vụ của ông thầy thuốc là bốc thuốc trị bệnh cứu người. Thường người đời có câu là lương y như từ mẫu. Và những người hành nghề y khi mà tốt nghiệp ra trường thì có thời một lời thề là Hippocrates, là không được lợi dụng cái nghề nghiệp mình để hại người khác. Cho dù người đó là kẻ thù mà bị bệnh cũng phải chạy chữa như một bệnh nhân bình thường. Và khi hành nghề y thì không có được phân biệt giàu nghèo sang hèn, phải đối xử chữa trị cho tất cả các bệnh nhân như nhau. Mà hình như tôi thấy Thượng Tọa thích xuyên tạc á, ngành nghề nào đưa vô miệng của Thượng Tọa thì thốt ra cũng là mắc phước, cũng là tội ác. Tôi khuyên Thượng Tọa cái gì biết thì nói, còn không biết thì thôi, chứ không biết mà nói thành ra nói bậy nói bạ không à. Vừa rồi là ít phút để giao lưu với người chơi. Trước khi đến với phần thi của Thượng Tọa Thích Cúng Nhà, chúng ta dành ít phút cho nhà tài trợ. Xin trân trọng giới thiệu thằng Dược Địa Long Đan. Thuốc này công hiệu đại tài, thuốc
thuốc này quả thật là thuốc tiên. Nó chỉ phá bệnh mà không kiên bệnh gì. Người lớn uống lần một hũ, con nít thì chia lại làm hai, nhỏ nữa thì chia lại làm ba. Uống vô một bụng mày cứt ra một quần. Vâng, đó chính là thần dược Địa Long Đan do Địa Long giáo chủ chế biến ra từ 100% nguyên liệu từ Địa Long nguyên chất, hay còn gọi là con trùng đất hoặc con giun đất. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe các tác dụng của Địa Long Đan từ những lời chia sẻ của Địa Long giáo chủ. Coi vậy chứ, trong trời đất cũng có một loại dược liệu chữa được hết. Là con Địa Long, con trùng đó. Nếu mà đã bị sốt siêu vi thì chỉ uống Địa Long một ngày hết. Nếu mà bị siêu vi B mình uống nửa năm hết. Mà nếu là bị HIV thì uống 1 năm 2 năm hết. Thì nó thật à? Không tin về uống thử. Mà ai bị HIV mà uống Địa Long 1 năm 2 năm vẫn chưa hết thì nếu mà còn sống thì tới chùa Vạn Phước bắt đền cái sư trụ trì ở đây nha. Ngoài những tác dụng giáo chủ vừa chia sẻ thì Địa Long còn trị được bệnh gì nữa không thưa giáo chủ? Cháu con 7 tháng tuổi bị bệnh tan máu bẩm sinh, đau ốm triền miên, này dạng ung thư, cũng là một dạng ung thư máu. Mà tan máu, máu hồng cầu nó vỡ, nó không chuyển oxy đi được. Cái này bó tay, y học không chữa được. Cái này phải có thần dược mới chữa được. Cái này uống Địa Long cầm cự được. Uống Địa Long cầm cự được với sám hối. Cái này do ngày xưa giết người nhiều quá, đời này bị bệnh tan máu. Địa Long sám hối thêm. Vừa rồi là phần chia sẻ lông bông của Địa Long giáo chủ về tác dụng của Địa Long Đan. Thần dược Địa Long Đan được giáo chủ chế biến từ việc sát hại những con giun đất được nuôi nhốt tại chùa, cho ăn ngày 4 bữa nên rất béo ú, mập tròn, rất tốt để làm dược liệu. Đặc biệt thuốc bán theo cơn, khi nào giáo chủ lên cơn mới lấy thuốc ra bán. Hoặc khi có những cơn dịch bệnh thì giáo chủ sẽ đem thuốc ra để lừa gạt chúng sinh. Địa Long Đan đánh tan HIV, trị sốt siêu vi, trừ đi ung thư. Đặc biệt trong mùa dịch, Địa Long giáo chủ cùng một số đệ tử tung tin đồn Địa Long còn trị được cả bệnh Covid, nên đã bị ăn phạt và bị giáo hội xử lý về tội sát sinh. Tác dụng của Địa Long Đan được giáo chủ quảng cáo là như vậy, nhưng phương thuốc này tới nay chưa được kiểm chứng. Chưa có một tổ chức khoa học nào xác nhận hay kết luận về những tác dụng trị bệnh như một thần dược. Những tác dụng vừa nói ở trên có lẽ là do Địa Long giáo chủ tự bịa ra, cho nên người người nhà nhà cẩn trọng khi sử dụng, không nên sử dụng khi chưa được sự khuyến cáo của bác sĩ. Vâng, vừa rồi là phần quảng cáo vui nhộn của nhà tài trợ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng với Thượng Tọa Thích Cúng Nhà tiếp tục phần thi. Lần trước thì Thượng Tọa không thể trả lời được câu hỏi số 14 và yêu cầu đổi câu hỏi. Xin mời phòng máy cho Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đổi câu hỏi số 14 sang câu hỏi khác. Câu hỏi số 14 được đổi như sau. Bản chất của chính trị là gì? Đáp án A là đường lối chính sách. Đáp án B là thủ đoạn. Đáp án C là giáo lý pháp quan. Đáp án D là nhà có chính người trị. Thượng Tọa vẫn còn hai quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến khán giả trường quay và gọi điện thoại cho đồng tu. Xin mời Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đưa ra đáp án cho câu hỏi số 14. Câu hỏi này thì cho sư phụ sử dụng quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho đồng tu. Cho sư phụ gọi đến giáo sư tiến sĩ Hoàng Chỉ Báo. Vâng, chúng tôi đã nghe rõ yêu cầu của người chơi Thích Cúng Nhà, và theo luật của chương trình thì chỉ được gọi cho đồng tu. Nhưng ở đây tôi không biết là ông Hoàng Chỉ Báo có tu hay không, nhưng mà chúng tôi thấy ông Hoàng Chỉ Báo có đến chùa. Có lẽ là ông Hoàng Chỉ Báo đã quy y với thầy Thích Cúng Nhà rồi, cho nên vẫn được tính là một đồng tu với thầy Thích Cúng Nhà. Vâng, xin mời phòng máy kết nối cho chúng tôi đến với ngài giáo sư tiến sĩ Hoàng Chỉ Báo. Alo. Xin chào giáo sư tiến sĩ Hoàng Chỉ Báo, chúng tôi đang ở cùng thầy Thích Cúng Nhà trong chương trình Ai Là Tô Hú. Hiện tại thì thầy Thích Cúng Nhà đang gặp khó khăn ở câu hỏi số 14.
À, giáo sư có sẵn sàng giúp đỡ thượng tọa Thích Cúng Nhà không ạ? À? Chúng tôi không có một cái quan hệ gì với ông Thích Trực Quang và càng không chịu trách nhiệm gì về những việc ông làm trong. Ôi giời ơi, thượng tọa ăn ở làm sao mà bây giờ ông nói ông không có quan hệ gì với thượng tọa hết, ông tắt máy luôn rồi. Mới hôm trước còn đến đây đồng hành cùng thượng tọa rồi khen thượng tọa nức nở lên đến tận mây xanh, bây giờ cháu trở nhanh dưới trời. Khen thượng tọa cái tên đẹp rồi so sánh thượng tọa với Bác Hồ, có những nét đẹp trong Bác Hồ, bây giờ lại nó không có quan hệ, không quen biết. Đúng là cuộc đời này đa đoan khó đoán đúng không thượng tọa Thích Cúng Nhà? Thượng tọa có muốn gọi đến cho một người đồng tu khác không ạ? À? Giờ thì sư phụ còn ai nữa đâu mà gọi. Bạn bè thì quay lưng, còn chúng đệ tử thì bỏ sư phụ ra đi. Thôi thì để sư phụ tự lực cánh sinh vậy. Như vậy thì mời thượng tọa Thích Cúng Nhà đưa ra đáp án cho câu hỏi số 14. Và thượng tọa vẫn còn một quyền trợ giúp là hỏi ý kiến của khán giả. Bản chất của chính trị là gì? Thủ đoạn. Như vậy là người chơi của chương trình Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đã chọn đáp án cho câu hỏi số 14 là đáp án B, là thủ đoạn mà không sử dụng quyền trợ giúp còn lại. À, Thượng Tọa hãy cho biết lý do vì sao Thượng Tọa chọn chính trị là thủ đoạn ạ. À. Hãy chia sẻ cho tôi cũng như quý vị khán giả ở đây được biết ạ. À. Chính trị là gì ạ? Chính trị là gì? Nếu mà định nghĩa theo chữ nghĩa thì chính trị là gì đó, chính sách, chính quyền, chính phủ gì đó không biết. Nhưng mà nếu nói bản chất của chính trị là gì? Thủ đoạn, phải không? Hơn thua, giành giật, lừa gạt, mưu mô, thậm chí làm mọi điều bí ổi nhất nếu cần, miễn giành được quyền lợi cho mình. Bản chất chính trị. Xin cảm ơn lời chia sẻ xuyên tạc vừa rồi của Thượng Tọa Thích Cúng Nhà. Nghe ngài xuyên tạc mà tôi thấy ấn ấn sợ sợ hay sao á, lo cho Thượng Tọa quá. Và sau đây là đáp án của chương trình. Xin mời Vũ Hoàng Kỹ Thuật cho tôi biết đâu là đáp án đúng của câu hỏi số 14. Là B. Xin chúc mừng Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đã vượt qua câu hỏi số 14. Với việc vượt qua câu hỏi số 14 của chương trình thì Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đã cán mốc điểm thưởng lên đến 400 chai và vẫn còn một quyền trợ giúp để đi đến câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 dành cho Thượng Tọa Thích Cúng Nhà có nội dung như sau. Ai là người nói dối nhất? Đáp án A. Bác Ba Phi. Đáp án B. Thằng Cụi. Đáp án C. Thầy Tu. Và đáp án D là nhất luật sư, nhì chính trị gia. Xin mời Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đưa ra đáp án cho câu hỏi số 15. Và nên hãy nhớ rằng Thượng Tọa vẫn còn một quyền trợ giúp, đó là hỏi khán giả ở trong trường quay. Những người nói dối, nhất là luật sư, nhì là chính trị gia. Vâng, như vậy là Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đã chọn đáp án D là câu trả lời cho câu hỏi số 15. À, tại sao còn một quyền trợ giúp mà Thượng Tọa không sử dụng? Ở lần thi trước, sư phụ sử dụng quyền trợ giúp này thì ba người trợ giúp mỗi người trả lời một kiểu cũng như không. Cho nên bây giờ sư phụ quyết định là không hỏi khán giả nữa. Không tin tưởng được. Xin Thượng Tọa hãy giải thích cho mọi người được rõ hơn lý do tại sao là Thượng Tọa chọn đáp án D là luật sư và những người chính trị gia là những người nói dối nhất ạ. Cho nên có rất nhiều câu chuyện nó châm biếm các nhà chính khách là đó là những người nói dối, nhất là luật sư, nhì là chính trị gia. Ý họ châm biếm vì chính trị do cái giành quyền lợi hoặc cá nhân hoặc cho đất nước, người ta sẵn sàng làm những chuyện xấu xa, hèn hạ, bị ổi. Nên bản chất của chính trị là như vậy. Vâng, xin cảm ơn những lời giải thích của Thượng Tọa. À, không biết là Thượng Tọa có biết rằng là những lời nói vừa rồi của Thượng Tọa gây mất lòng và đánh vào cái lòng tự trọng của những người làm chính trị và nhất là người luật sư. Không chừng những lời nói vừa rồi của Thượng Tọa lại gây phiền phức cho Thượng Tọa trong thời gian sắp tới, vì hiện tại có rất nhiều luật sư lên án giọng điệu xuyên tạc này của Thượng Tọa. Sau đây chương trình xin đưa ra đáp án cho câu hỏi số 15. D là đáp án đúng. Xin chúc mừng Thượng Tọa đã trở thành tu hú của chương trình. Ai là tu hú? Với việc vượt qua câu hỏi số 15 của chương trình thì Thượng Tọa Thích Cúng Nhà đã xuất sắc đem về cho mình số điểm thưởng lên đến 500 chai. Xin chúc mừng Thượng Tọa một lần nữa.
Và sau đây là phần thưởng của thượng tọa thích cúng nhà, đó là 500 chai dầu gội Nohe. Có Nohe khỏe re đầu bóng. Hiện tại dầu gội Nohe có hai loại, một loại màu nâu dành cho tăng và một loại màu xanh dành cho ni. Thượng tọa hãy đem 500 chai dầu gội này về để sử dụng, và nếu sử dụng không hết thì thượng tọa chia sẻ cho các đồng tu. 500 chai dầu gội Nohe này sẽ giúp cho thượng tọa cùng các đồng tu tắm gội sạch sẽ trong những ngày tu tập còn lại. Hoặc thượng tọa có thể làm quà tặng cho các đồng tu ở chùa khác cũng được. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Sắp tới chương trình còn rất nhiều phần thi hấp dẫn của nhiều thí sinh tài năng. Xin mời quý vị cô chú anh chị đón xem. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau.